Phượng xin được kính chào toàn thể cả nhà mình nhé. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, một ngày chủ nhật. Em Phượng sẽ lên 8 mẫu bếp ga cho cả nhà mình tham khảo nhé. Vâng, trước khi vào giới thiệu về những mẫu bếp, em Phượng xin cả nhà mình cho em Phượng một nút kênh đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà nhé. Để cho em Phượng lấy tương tác hàng ngày lên những mẫu bếp ga cho cả nhà mình tham khảo nhé. Vâng, đầu tiên vào giới thiệu về những mẫu bếp, em Phượng xin kính chúc toàn thể cả nhà mình một ngày chủ nhật bên gia đình thật vui vẻ hạnh phúc nhé. Hôm nay là chủ nhật, các bác có muốn tham khảo mẫu bếp ga nội địa Nhật bãi bên em Phượng để mua cho nhà mình một chiếc bếp nấu vừa tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm ga cho nhà mình, thì xin hãy đồng hành với em Phượng hết video này nhé. Em Phượng xin được cảm ơn. Vâng, đầu tiên em Phượng đi với một con bếp N1 cả nhà nhé. N1 con bếp này em Phượng đang bán với giá 2.200.000 đồng cả nhà nhé. 2.200.000 đồng, bên em Phượng bao ship bảo hành 1 năm, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật bếp trọn đời cho cả nhà mình nhé. Vâng, con bếp này thì mặt men màu đen cả nhà nhé. Vâng, mặt men màu đen, màu đen là màu truyền thống rồi các bác nhé. Màu này rất dễ lau chùi và rất là sạch luôn, và nó cũng rất là đẹp. Vâng, con bếp này là thương hiệu Zinai cả nhà nhé. Thương hiệu Zinai. Và bếp thì cũng có khai chứa pin. Khi bên em giao bếp, bên em sẽ tặng cả nhà mình đôi pin này nhé. Và đồng thời bên em còn tặng luôn bao lưới chống chuột toàn bộ cho cả nhà luôn. Bếp có phím nhắn rất là đẹp luôn. Có phím 3S khi mình cần chiên rán rang đồ khô nhiệt độ cao, thì các bác nhắn vào trong cho em 3 giây, hiện nút đỏ thì các bác dừng nhé. Khi không cần chiên rán rang đồ khô với nhiệt độ cao thì các bác không cần nhấn vào cái nút hạn giờ 3 giây này nhé. Rồi vâng, cần gạt to nhỏ lửa thì ở đây ạ. Bếp có lò nướng một tầng lửa cho nhà mình nhé. Khay nướng, vỉ nướng là rất là đẹp luôn. Vỉ nướng thì bằng inox nguyên bản hàng của Nhật cả nhà nhé. Độ bền rất là cao luôn ạ. Phím nhấn lò nướng cả nhà nhé. Và em Phượng sẽ quay thành vách của phần bếp này cho cả nhà mình xem. Bên trái bên phải của bếp này đều rất là đẹp cả nhà nhé. Đang còn vuông vãi sắc nét, chưa có mấp méo chỗ nào. Bếp đã qua sử dụng nhưng mặt bếp vẫn đang còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu bị bong chóc sùi rỉ các bác nhé. Chứng tỏ là độ bền của bếp rất là cao luôn. Đây là thoát hơi lò nướng đó. Bếp có bộ kiềng bằng nguyên vân thép, chưa hề có dấu hiệu hen rỉ hay bong chóc cả nhà nhé. Kiềng thì chịu nhiệt cao, trọng lượng cứng lên tới 30kg cho nhà mình. Họng của bếp bô chia lửa thì là bằng nhôm phủ cà rôm cả nhà nhé. Cạnh chia lửa đang rất là đều luôn. Con này thì đang còn nguyên bản cả nhà nhé. Họng bếp nguyên bản, bên em chưa có làm lại gì cả. Kim chia lửa thì đang rất là đẹp luôn. Với cái dòng bếp này thì nó đều có chức năng tự động tắt lửa khó ga cho nhà mình các bác nhé. Khi nấu trường hợp xảy ra nấu nước cạn nước tắt lửa khó ga, chào nước tắt lửa khó ga, gió thổi tắt lửa khó ga đều như nhau và rất là an toàn. Một con bếp màu đen, màu rất là đẹp. Bác nào ưng con mẫu bếp này thì chụp lại màn hình cho em Phượng nhé. Khi mua bếp các bác có thể chụp lại màn hình gửi bếp qua Zalo cho em Phượng để mình tìm mẫu bếp cho dễ dàng cả nhà nhé.
Cô cậu em Phượng thì mới về chiều hôm qua, cho nên là rất nhiều mẫu bếp cả nhà nhá. Cả nhà mình tham khảo, nếu ưng mẫu bếp nào mà đang cần sở hữu một con bếp Nhật bãi bên em thì mua ngay hỗ trợ cho em Phượng với nhá. Em Phượng sẽ đi tới con bếp thứ hai. Con bếp thứ hai là Paloma. Paloma môi chè cả nhà nhá. Con này cũng là màu đen. Màu đen cũng rất là đẹp luôn. Con này thì là mặt kim tuyến các bác nhé. Rất là đẹp. Con này em Phượng đang bán với giá 3.800.000 đồng cả nhà nhé. Bao ship, bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Phần gạt to nhỏ lửa thì đây. Và con này cũng có phím hẹn giờ cho nhà mình đây nhá, nút hầm và có lò nướng 2 tầng nữa, nướng áo rất là đẹp. Con này cũng phím dán cả nhà nhá. Bên phải của bếp có phím 3S khi cần sử dụng chín rán rang đồ khô, có hẹn giờ 160, 180, 200, có đồng hồ hai bên bếp cho nhà mình. Cộng tăng trừ giảm cả nhà nhé. Đây là hẹn giờ của lò nướng. Cần gạt to nhỏ. Hai lò nướng 2 tầng nữa thì 2 cần gạt cả nhà nhé. Bên này là điều chỉnh bếp nấu. Cộng của con bếp này bằng nhôm phụ cà rôm. Cộng bếp rất là đẹp cả nhà nhé. Đồng hồ rất là sáng mới luôn. Đều có chức năng tự động tắt lửa khó ga như nhau cả nhà nhá. Như em Phượng giới thiệu con bếp đầu. Toát hơi lò nướng. Bác nào ưng mẫu bếp này thì gọi ngay vào số của em Phượng là 033 430 0810. Các bác có thể chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em Phượng. Khi em Phượng gửi bếp sẽ thử test lửa thử cho nhà mình xem nhé. Hôm nay em Phượng lên rất nhiều mẫu bếp nên không thể thử lửa cho mình được. Và em Phượng sẽ đi tới con bếp thứ ba. Con bếp thứ ba của em là thương hiệu Zinai. Phím nhắn. Tôi nhỏ lửa gạt ở đây và cũng có khay chứa pin. Con này thì với lò nướng 1 tầng lửa cả nhà nhé. Hai vị nướng đang rất là mới đẹp luôn. Cần gạt to nhỏ lửa ở đây. Lò nướng. Con này em Phượng đang bán với giá 2.300.000 đồng cả nhà nhé. Tháng nào ưng thì chụp lại màn hình hộ em Phượng. Con này cũng là mặt màu đen luôn. Màu đen rất là xịn sò. Vừa sang vừa dễ lau chùi cả nhà nhé. Bếp của con này xung quanh bếp thì đều là đang còn vuông cạnh sắc nét. Tem của bếp cũng đang rất là mới, chứng tỏ bếp thì mới xài lướt thôi cả nhà nhé. Bộ kiềng rất xịn sò, các bác nhìn hàng đã qua sử dụng nhưng chưa hề có dấu hiệu bom chóc sùi dĩ cả nhà nhé. Tắt hơi lò nướng. Thì quá trình sử dụng thỉnh thoảng các bác đem ra vệ sinh hộ cho em Phượng cái này nhé. Bôi chi lửa của bếp thì cũng là bằng nhôm phụ cà rôm cả nhà nhé. Đang còn rất là sắc nét luôn. Hỏng của bếp đang rất là mới đẹp cả nhà nhé. Bếp cũng có chức năng tự động tắt lửa khóa ga khi vì xảy ra bất thường thì các bác sử dụng nấu đồ ăn bị quên cạn nước, nấu nước cạn nước nó sẽ tự động tắt lửa khó ga cho nhà mình nhé.
một con bếp cực kỳ là đẹp các bác nhé, mà giá lại bình dân, có 2.300.000 đồng bao ship, tặng đôi pin, tặng luôn lưới chống chuột và bảo hành kỹ thuật trọn đời cả nhà nhé. Vượng sẽ đi tới mẫu con bếp thứ tư. Con bếp thứ tư là con bếp phun chức năng mặt kính cả nhà nhé, mặt đá, em vẫn xin lỗi, mặt đá rất là đẹp nữa nha, mặt đá phủ kim tuyến cả nhà nhé, viền nín ốp luôn, mặt đá phủ kim tuyến ốp lóc lánh rất là đẹp luôn, viền thì xung quanh bếp viền bằng in ốc luôn, xịn sò chứ các bác. Một con bếp bao sang bao đẹp cực kỳ luôn cho nhà mình. Tiền của bếp thì là bằng in ốc cả nhà nhá. Với dòng in ốc thì cực kỳ luôn, bác nấu trọn đời không lo bị dỉ luôn. Bô chi lửa của con này thì cũng bằng nhôm phủ cà rôm cả nhà nhá. Họng bếp thì là họng đúc. Một con bếp họng đúc có miếng chắn dầu mỡ, không bao giờ lo bị chảy dầu mỡ ra ngoài bếp cả nhà nhé, rất là sạch đẹp luôn. Bếp cũng có kim hai kim tâm cả miếng chạm đáy nồi, khi đo nhiệt độ lên tới 250 độ C thì sẽ bùng lỗ lửa nhỏ, còn khi đo nhiệt độ lên tới quá 250 độ C bếp sẽ tự động tắt lửa khóa ga cho nhà mình nhé, cực kỳ là thông minh đúng không các bác. Một dòng bếp nấu cực kỳ thông minh, không lo bị dò dỉ cháy nổ ga hoặc cháy nồi. Với dòng bếp này thì bên em vẫn nấu lửa cực kỳ xanh, và lửa xanh là chứng tỏ đốt hết nguyên liệu của ga thì sẽ không bao giờ bị đen nồi và rất là tiết kiệm ga. Em vẫn sẽ đi về chức năng của con bếp bên trái, cần gạt to nhỏ lửa ở đây. Và bếp có phím nhắn, con bếp này là thương hiệu Zinai cả nhà nhé. Vâng, Zinai. Bếp có hẹn giờ nấu cơm, nấu cháo cho nhà mình nhé. Và cộng trừ, hẹn giờ tăng giảm cả nhà nhé. Cộng là tăng, trừ là giảm. Và con bếp này thì có lò nướng 2 tầng nữa cả nhà nhé. Hay nướng, vị nướng đều rất là xịn sò, mới luôn, rất là đẹp luôn nhé nhé nhé. Cần gạt to nhỏ lửa ở đây, hai lò nướng 2 tầng lửa là 2 cần gạt cả nhà nhé. Nướng 2 tầng lửa là 2 cần gạt, điều chỉnh ở đây cả nhà nhé. Và em sẽ đi bên phải của bếp, có những chức năng biểu hiện con cá là của lò nướng cả nhà nhé. Đồng hồ đấy, hẹn giờ, cộng trừ, tăng giảm, có hẹn giờ nấu nước cho mình 160, 180, 200 cả nhà nhé, nước sôi tự tắt, cơm chín tự tắt cả nhà nhé. Có phím 3S, khi mình cần nhiệt độ cao chín rán xào thì các bác nhấn vào đây cho em 3 giây nhé, thì nó sẽ hiện giờ nút đỏ lên là mình dừng. Khi không cần sử dụng chín rán đầu khô thì các bác cứ nhấn bình thường, nấu thông thường cho em nhé. Con này em Phượng đang bán với giá 4.200.000 đồng bao ship cả nhà nhé. 4.200.000 đồng bao ship, bảo hành bếp 1 năm, bảo hành kỹ thuật bếp trọn đời luôn. Vâng, một con bếp rất là xịn sò, nhiều chức năng. Bác nào ưng thì có thể chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em Phượng là 0334300810 cả nhà nhé. Em Phượng đi tới con bếp thứ 5. Con bếp thứ 5 là con bếp thương hiệu Osakaga cả nhà nhé. Okasaga. Và bếp cũng có phím ngắn, cũng dùng bằng pin đánh lửa. Còn gà tôi nhỏ, bếp cũng có hẹn giờ nấu cơm, nấu cháo. Cộng trừ tăng giảm này cả nhà nhé. Bếp dùng phím nhắn. Và con bếp này thì có lò nướng 2 tầng lửa cả nhà nhé, đều rất là mới đẹp luôn, nguyên bản bằng in ốc hàng của Nhật các bác. Bên phải của bếp thì là phím nhắn lò nướng này cả nhà nhé. Lò nướng 2 tầng lửa thì 2 cần gạt đấy cả nhà nhé.
cộng trừ tăng giảm ở đây. Dạ, giờ có loàn đứng đây các bác nhá. Dạ, cộng trừ tăng giảm, đây là hẹn giờ của lò nướng, cần gạt của lò nướng hai tầng nữa hay cần gạt. Bếp có hẹn giờ nấu nước các bác nhá, nước sôi tự tắt, có hẹn giờ 160, 180, 200 cái này nhá, có phím 3S khi mình còn sử dụng rang đầu khô chín rán nhá. Con bếp này em Phượng đang bán với giá 3.600.000 đồng bao ship cả nhà nhé, bao ship bảo hành 1 năm và đồng thời tư vấn kỹ thuật bếp trọn đời cả nhà nhé. Con bếp này thì cũng mặt đá phủ kim tuyến cả nhà nhé, đá phủ kim tuyến màu ghi rất là đẹp luôn. Thì em cũ bếp đang còn rất là mới đây các bác, màu ghi rất là đẹp. Xung quanh của bếp thì cũng viền bằng inox cả nhà nhé, rất là sang trọng xịn sò luôn. Còn bếp này thì em Phượng cũng bao sang, bao sạch, bao đẹp cho cả nhà luôn nhé. Bếp thì cũng bằng tường inox luôn cả nhà nhé, hai bên đều bằng tường inox, rất là xịn luôn. Tường inox thì các bác nấu trọn đời không lo bị hen dỉ cả nhà nhé. Bô chi lửa của con bếp này thì cũng là bằng nhôm phủ cà rôm cả nhà nhé. Với họng con bếp này thì đang còn nguyên bản các bác nhé, nguyên bản, bên em Phượng chưa có qua quá trình làm lại gì hết luôn. Với dòng bếp nguyên bản chứng tỏ là hàng họ mới xài lướt thôi cả nhà nhé. Bên này cũng là nhôm phủ cà rôm, bếp nguyên bản với họng bếp đúc miếng chắn dầu mỡ cả nhà nhé, chắn dầu mỡ. Ưng mẫu bếp này thì chụp hộ lại màn hình cho em Phượng nhé. Bếp 3.600.000 đồng, báo ship bảo hành 1 năm. Vâng, em Phượng xin phép được đi tới con bếp thứ 6. Thứ 6 của em Phượng là con bếp dùng phím gắn cả nhà nhé. Bếp cũng có phím 3S cho mình, khai chứa pin. À, con xin lỗi, con bếp này là phím vặn cả nhà nhé, dùng phím vặn, phím thông thường, phím dùng rất là dễ luôn. Và lò nướng đây, con bếp này thì là không phải là dòng phun chức năng cả nhà nhé, con này thì là một tầng lửa, lò nướng một tầng lửa, khai cũng đang rất là mới xịn sò luôn. Và con bếp này thì là mặt màu trắng sữa cả nhà nhé, màu sữa, các bác nhìn này, đang còn rất là đẹp luôn, chưa hề bị bong chóc chỗ nào nhá. Bếp đã qua sử dụng nhưng mà đang còn nguyên bản, rất là đẹp. Cạnh của bếp cũng đang còn rất là vuông cạnh sắc nét cả nhà nhá. Con này thì kiểm của nó bằng nguyên băng thép cả nhà nhá, nguyên băng thép cũng đang rất là xịn sò, chưa có dấu hiệu hen dỉ bong chóc cả nhà. Bôi chia lửa thì là bằng nhôm phủ cà rôm cả nhà nhé, cạnh đang còn sắc nét. Họng của bếp thì con này cũng đang còn nguyên bản cả nhà nhé, bên em chưa có làm lại. Bôi chia lửa cạnh đang còn sắc nét, và khi sắc nét thì chia lửa rất là đều, lửa đều thì lên lửa rất là xanh, và khi lửa xanh là chứng tỏ đốt hết nhiên liệu của ga các bác nhé. Đốt hết nhiên liệu của ga thì mình tiết kiệm được nhiều ga, và lửa xanh thì không bị đen nồi các bác nhé. Vâng, một con bếp màu rất là sang, bác nào muốn sở hữu một màu sáng để trong không gian của mình được sang trọng thì sở hữu con bếp này nhé. Chụp lại màn hình cho em Phượng nhé, em Phượng sẽ đi tới con bếp thứ 7. Con bếp thứ 7 của em là Paloma, thương hiệu Paloma cả nhà nhé, cũng phím vặn luôn, dùng phím vặn thông thường, cũng có khai chứa pin. Bếp này cũng một lò nướng một tầng lửa cả nhà nhé, nướng một tầng lửa, phím vặn lò nướng. Con này cũng có phím 3S khi cần sử dụng chín rán rang đầu khô thì mình nhấn vào đây 3 giây cả nhà nhé.
Con bếp này em Phượng đang bán với giá 2.300.000 đồng cả nhà nhé. 2.300.000 đồng bao ship bảo hành 1 năm. Em Phượng xin phép được quay chi tiết về cạnh nhà của con bếp này, cạnh quá cho con bếp này nhé. Rất là đẹp, màu đen xịn sò sang trọng các bác nhé. Màu đen là màu truyền thống mà rất là sạch luôn. Và kiềng của con bếp này thì là bằng inox cả nhà nhé. Inox bôi chia lửa thì là bằng nhôm nguyên khối, nhôm phủ carbon, em xin lỗi, nhôm phủ carbon. Họng bếp đang còn rất là sáng đẹp nhé. Cạnh chia lửa đang rất là đều, nhôm phủ carbon thì không bao giờ bị hên dĩ dụng những các cái cạnh chia lửa nên cả nhà nhé. Nên lúc nào nó cũng chia lửa đều và lên lửa rất là xanh đẹp luôn. Lên lửa xanh đẹp thì là sẽ không bao giờ bị đen nồi cả nhà nhé. Và hơn nữa rất tiết kiệm ga cho mình, lên tới 20-30% ga. Thoát hơi lò nướng các bác nhé. Bác nhìn mặt của bếp thì cực kỳ là đang còn đẹp, chưa có dấu hiệu bị bong chóc cả nhà nhé. Rất là xịn luôn. Bác nào ưng con này thì chụp màn hình lại hộ em. Giá con này là 2.300.000 đồng bao ship cả nhà nhé, bảo hành 1 năm. Và em Phượng sẽ xin phép đi tới con bếp thứ 8. Con bếp thứ 8 của em Phượng là Haman cả nhà nhé, thương hiệu Haman. Con bếp này là dòng phun chức năng. Bếp có hẹn giờ 160, 180, 200. Có hẹn giờ đồng hồ hai bếp cho nhà mình nhé. Có chức năng nấu cơm, nấu cháo. Cơm chín tự tắt cả nhà nhé. Có phím nhắn rất là xịn luôn. Hai chữ pin cũng dùng bằng đôi pin đại cả nhà nhé. Đánh lửa bằng đôi pin đại, khi bên em giao hàng bên em sẽ tặng các bác đôi pin đại nhé. Con bếp này lò nướng 2 tầng lửa cả nhà nhé. Lò nướng 2 tầng lửa. Vĩ nướng nguyên inox nguyên bản hàng của nhà, các bác cứ yên tâm sử dụng không bao giờ bị hen dỉ. Bên phải của bếp thì chức năng lò nướng 2 tầng lửa thì hay cần gạt cả nhà nhé. Cộng trừ tăng giảm, cộng là tăng trừ là giảm của hẹn giờ đồng của lò nướng cả nhà nhé. Con này em Phượng đang bán với giá 3 triệu cả nhà nhé. 3 triệu bao ship bảo hành 1 năm. Đấy, em sẽ xin quay thành phách của con bếp này cho cả nhà mình xem. Con bếp này thì xung quanh cũng là viền cả nhà nhé, viền rất là đẹp. Màu của bếp là màu xanh nước biển rất là đẹp. Con này thì là mặt kính phủ kim tuyến cả nhà nhé. Bao sang bao đẹp luôn cho cả nhà mình. Một mẫu bếp cực kỳ. Kiềng của bếp thì là bằng thép nguyên văn thép cả nhà nhé. Đã qua sử dụng nhưng không hề có dấu hiệu bong chóc sùi dĩ cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Và bôi chi lửa của con này thì cũng bằng nhôm phủ carbon. Cạnh chi lửa đang còn rất sắc nét cả nhà nhé. Riêng dòng bếp này thì lửa lên rất là xanh đẹp cả nhà nhé. Bác nấu cứ yên tâm không bao giờ lô bị đánh nổi. Và toàn bộ bếp bên em đều có chức năng tự động tắt lửa khóa ga cả nhà nhé. Cực kỳ là thông minh luôn. Nhà bác nào mà có con nhỏ, người lớn tuổi nấu hay quên thì các bác nên sở hữu một con bếp này cả nhà nhé. Rất là cực kỳ xịn xòa luôn ạ. À, con bếp này bên em Phượng đang bán với giá 3 triệu đồng. Bác nào ưng thì hãy liên hệ với em Phượng và chụp lại màn hình. Khi mua bếp thì các bác có thể là gửi qua Zalo cho em Phượng. Vì hôm nay em Phượng lên rất nhiều mẫu bếp, không thể test thử lửa cho cả nhà mình xem. Khi mua bếp ưng thì em Phượng sẽ test thử lửa cho cả nhà mình xem bếp nhé. Vâng, video của em Phượng hôm nay hơi dài. Em Phượng mong mọi người hãy đồng hành video cùng em để hỗ trợ cho em Phượng với nhé. Cuối video em Phượng xin được chúc cả nhà một ngày nghỉ an lành nhé. Em xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em Phượng.
Vậy xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác video sau lần của em nhé.